quân Ukraine sắp từ bỏ hoàn toàn Bogdanovka, rút chạy về Kalinovka. Nga bắn hỏa lực gấp 6 lần, Ukraine cảnh báo tình hình nguy cấp. Vụ tấn công tại Moscow, Tajikistan bắt giữ 9 đối tượng tình nghi có liên quan. Israel hạ sát chỉ huy Hezbollah, Mỹ muốn tài trợ lực lượng gìn giữ hòa bình Gaza. Ngân sách tranh cử của Tổng thống Joe Biden cao gấp 3 lần ông Donald Trump. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Thưa quý vị, tại vùng Bakhmut, Nga đã nắm quyền kiểm soát phần trung tâm khu định cư Bogdanovka, trong khi Ukraine duy trì quyền kiểm soát vùng ngoại ô phía nam. Các trận chiến giành vị trí tiếp tục diễn ra trên các hướng tiếp cận Chasovia và ở Klitschivka. Kênh Dridovka cho biết, theo hướng Bakhmut, Bộ Chỉ huy Nga đã đặt cược đúng đắn và sự cần thiết phải tấn công Chasovia từ hai bên sườn. Tại Klitschivka và Krasnoye hay Ivanovsk, các trận tấn công tích cực diễn ra ác liệt và Nga chú trọng ngăn chặn các nỗ lực của Ukraine tiến hành một cuộc phản công nhằm duy trì quyền kiểm soát hệ thống phòng thủ bên ngoài của thành phố. Ở Bogdanovka, Ukraine đã cạn kiệt mọi phương án phòng thủ và chuẩn bị từ bỏ vị trí của mình. Những đơn vị sống sót sẽ chạy về Kalinovka để tập trung lực lượng, từ đó họ sẽ cố gắng ngăn chặn các đơn vị Nga tiếp cận vùng ngoại ô phía bắc Chasovia. Sắp tới, Nga sẽ tập trung vào việc loại bỏ hệ thống phòng thủ trên vành đai ngoại vi Chasovia ở khu vực Kalinovka, Bogdanovka, Krasnoye và Klitschivka, nơi đã buộc đối phương phải chuyển lực lượng dự bị tinh nhuệ tới chi viện. Mối đe dọa lớn đối với Kiev là nguy cơ xuất hiện một Avdiivka thứ hai trở nên ngày một rõ ràng. Kênh Studio Maps đánh giá, trong 3 ngày qua, quân đội Nga đã chiếm được các chiến hào đầu tiên ở phía đông khu vực Kanan của Chasovia. Các mũi xung kích tiên phong của Nga chỉ còn cách ngoại vi thành phố từ 500 đến 800 mét. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky trong tuyên bố mới nhất cảnh báo tình hình nguy cấp khi Nga đang áp đảo Kiev về đạn pháo với tỷ lệ gấp 6 lần. Một ngày trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Kiev sẽ thua trong cuộc xung đột nếu không nhận được sự giúp đỡ từ Mỹ và quân đội Ukraine gần như không còn pháo. Ukraine nhiều lần tuyên bố quân đội nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược. Kiev đang kêu gọi các đồng minh tăng cường viện trợ vũ khí. Ông Syrsky cho hay tình hình chiến trường nguy cấp và bất lợi cho phía Ukraine. Ông nhấn mạnh không còn nghi ngờ gì nữa, chiến sự mỗi ngày đều đòi hỏi binh sĩ và sĩ quan của chúng tôi phải huy động tối đa lực lượng. Tổng tư lệnh cảnh báo rằng Nga có thể tiếp tục đạt được đà tiến ở một số khu vực trên tiền tuyến. Hãng thông tấn Nga Triadnovosti ngày 29 tháng 3 đã công bố video ghi lại cảnh các chuyên gia Nga tháo rời một tên lửa hành trình phóng từ máy bay Storm Shadow của Ukraine mà lực lượng Nga thu được trong tình trạng tương đối nguyên vẹn trên chiến trường. Trong video của Triadnovosti, quả đạn bị gãy một phần cánh, nhưng phần vỏ composite bên ngoài cùng cấu trúc các bộ phận bên trong còn nguyên vẹn. Nó được tháo dỡ ngay tại hiện trường rơi, dường như để tách rời phần đầu nổ trước khi đưa về trung tâm nghiên cứu. Hãng tin Nga tiết lộ quả đạn Storm Shadow dường như rơi do bị hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu hoặc gặp lỗi kỹ thuật khi bay chứ không phải bị hỏa lực phòng không đánh chặn. Tên lửa Storm Shadow Sclap Eger do Anh và Pháp hợp tác phát triển có vận tốc tối đa 1.000 km/h, được sơn lớp vỏ tàng hình, có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 250 đến 560 km tùy biến thể. Mỗi quả đạn có giá hơn 3 triệu đô la Mỹ. Ukraine đã nhận được lượng lớn mẫu tên lửa này từ Anh và Pháp, rồi dùng chúng tập kích các mục tiêu của Nga phía sau tiền tuyến, bao gồm các cơ sở quân sự ở bán đảo Crimea, gây thiệt hại cho đối phương. Để ngỏ phương án sẽ sử dụng giải pháp ngoại giao với Nga khi cuộc chiến giữa hai nước đã kéo dài hơn 2 năm, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev có thể đàm phán với Nga sau hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ, dự kiến diễn ra vào năm nay. Nga trước đó tuyên bố chưa bao giờ loại trừ khả năng thương lượng với Ukraine, nhưng không có ý định tham dự hội nghị này. Tháng trước, Thụy Sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị hòa bình cấp cao về tình hình Ukraine vào mùa hè với trọng tâm là công thức hòa bình 10 điểm của Kiev, được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra lần đầu tiên vào cuối năm 2022. Sáng kiến này kêu gọi Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, cũng như thành lập một tòa án để truy tố các quan chức hàng đầu của Nga vì phát động cuộc chiến. Nga đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế. Trong khi đó, cả ngày chính xác lẫn danh sách những người tham gia hội nghị thượng đỉnh do Thụy Sĩ đăng cai đều chưa được công bố.
Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignacio Cassis tuần trước cho biết, quyết định cuối cùng về vấn đề này, bao gồm cả việc liệu sự kiện có diễn ra hay không, sẽ được đưa ra vào giữa tháng 4. Liên quan đến cuộc tấn công khủng bố tại Nga, một nguồn tin an ninh Tajikistan vừa tiết lộ, Ủy ban An ninh Quốc gia Tajikistan trong tuần này đã bắt giữ 9 người tình nghi liên quan đến các nghi phạm xả súng tại nhà hát Rocker City Hall, cũng như nhóm ISISK, một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng tại tỉnh Khorasan của Afghanistan. Theo nguồn tin trên, tất cả 9 người đã bị bắt giữ hôm 25 tháng 3 tại thành phố Baghdad và đã được đưa đến thủ đô Dushanbe để phục vụ điều tra. Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát Rocker City Hall vào tối 22 tháng 3 đã làm 143 người thiệt mạng. Giới chức Nga cho biết đã bắt giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị buộc tội khủng bố. 4 đối tượng này gồm Samsidin Faraduni, Dalezon Mizoyev, Saidakrami, Raja Balizoda và Muhammad Sobirfazov đều là người Tajikistan. Các nhà điều tra Nga cũng đã có mặt ở Tajikistan để thẩm vấn gia đình của 4 nghi phạm nói trên. Chuyển sang tin tức liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông. Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn thông cáo ngày 29 tháng 3 của quân đội Israel cho biết, quân đội nước này đã loại bỏ được Ali Abed Hassan Naim, phó chỉ huy đơn vị tên lửa và rocket của nhóm Hezbollah, trong một cuộc không kích vào khu vực Bazuri ở Liban. Thông cáo cũng đồng thời nêu rõ, Hassan Naim là một trong những chỉ huy Hezbollah chuyên trách hỏa lực tên lửa mang đầu đạn hạng nặng. Tel Aviv cáo buộc nhân vật này chịu trách nhiệm tiến hành và lên kế hoạch tấn công nhằm vào dân thường Israel. Kể từ khi xung đột Israel, phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ở giải Gaza vào cuối tháng 10 năm 2023, nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban đã tăng cường nã đạn pháo xuyên biên giới sang Israel nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine. Động thái làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ lan rộng trong khu vực. Trong một diễn biến khác, các quan chức Lầu Năm Góc đang đàm phán giai đoạn đầu nhằm tài trợ cho một sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Gaza, với mục đích ổn định vùng đất này hậu xung đột Israel-Hamas. Theo các quan chức trò chuyện với Politico, tất cả các lựa chọn đang được xem xét, nhưng chúng không bao gồm sự hiện diện của quân đội Mỹ trên thực địa. Tuy nhiên, rất có thể đó sẽ là một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia hoặc phần lớn là người Palestine. Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp phần lớn kinh phí để hỗ trợ việc đưa binh lính từ các nước khác đến Gaza. Các quan chức Mỹ xin giấu tên lưu ý, bất kỳ động thái nào về vấn đề này sẽ khó xảy ra trong vài tuần hoặc vài tháng tới, vì chính quyền Tổng thống Joe Biden không sẵn lòng phê duyệt bất kỳ kế hoạch nào cho đến khi các cam kết về giải pháp hai nhà nước được thực hiện. Quan điểm của Israel hiện cũng không rõ ràng khi họ chưa thảo luận bất kỳ phương án nào với Mỹ. Tel Aviv từng tuyên bố muốn đợi cho đến khi họ đánh bại Hamas hoàn toàn và các con tin được trả tự do. Tại Biển Đỏ, ngoài tấn công tàu thương mại, lực lượng Houthi còn bắn tên lửa chống hạm vào tàu chiến Mỹ. Nhưng đến nay, mọi nỗ lực của nhóm vũ trang Yemen chưa mang lại bất cứ kết quả nào. Trọng tâm tấn công của tên lửa Houthi đó là một mục tiêu rất lớn, sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz mang tên USS White Eisenhower, CVN-69, cùng đội hộ tống của nó. Câu hỏi làm cách nào biên đội tác chiến tàu sân bay AUG Mỹ có thể tự bảo vệ mình trước kho tên lửa chống hạm đồ sộ của Houthi đã được đặt ra trước khi Washington điều động tàu sân bay vào Biển Đỏ. Cần làm rõ rằng bất chấp nhiều loại vũ khí được quảng cáo là sát thủ tàu sân bay đã ra đời, nhưng để đánh chìm một tàu sân bay vẫn là nhiệm vụ quá khó, đặc biệt khi nó hoạt động ở vùng biển xa. Để biên đội tác chiến tàu sân bay AUG Mỹ duy trì được lợi thế, mới đây Hải quân Mỹ và tập đoàn Lockheed Martin đã thành công trong việc cập nhật phần mềm điều khiển hỏa lực trên các tàu khu trục lớp Alexbuke được triển khai trong khu vực kể từ mùa thu năm ngoái. Trong trường hợp một mối đe dọa vượt qua được lớp lá chắn đầu tiên là tên lửa phòng không tầm xa, thì sẽ luôn có những hệ thống phòng thủ khác ở vòng trong sẵn sàng đánh chặn. Thậm chí ngay cả khi bắn trúng, một tên lửa đơn lẻ cũng chẳng thể đánh chìm tàu sân bay, bởi hàng không mẫu hạm được thiết kế với khả năng chịu thiệt hại đáng kể mà vẫn hoạt động bình thường. Cuối cùng, đội ngũ thủy thủ vận hành tàu chiến của Hải quân Mỹ có trình độ chuyên môn rất cao. Họ được huấn luyện kỹ lưỡng để đẩy lui mọi nguy cơ từ nhỏ tới lớn. Chương trình xin được tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 29 tháng 3, Bộ Nội vụ Pakistan thông báo các nhà điều tra Trung Quốc đã đến Pakistan để tham gia điều tra vụ 5 kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng trong một vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở Tây Bắc Pakistan ngày 26 tháng 3. Thông báo cho hay, Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Navi đã gặp nhóm các nhà điều tra Trung Quốc tại Đại sứ quán Trung Quốc tại nước này và thông báo tóm tắt cho họ về cuộc điều tra cho đến nay. Cùng ngày, một quan chức Pakistan cho biết, kể từ hôm 27 tháng 3,
các nhà thầu Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động xây dựng hai dự án thủy điện lớn ở Pakistan sau vụ tấn công nói trên. Cụ thể, công ty China Gezhouba Group đã tạm dừng công việc xây dựng đập Da Su trong tỉnh và công ty Power China đã ngừng công việc xây dựng đập Diamer Basha nằm giữa hai tỉnh. Các công ty này yêu cầu chính quyền Pakistan đưa ra các kế hoạch an ninh mới trước khi nối lại hoạt động xây dựng tại hai địa điểm nói trên, nơi có khoảng 1.250 công dân Trung Quốc đang làm việc. Các công nhân đã trở thành mục tiêu hôm 26 tháng 3 khi một kẻ đánh bom liều chết lái ô tô chứa chất nổ lao vào đoàn xe chở các kỹ sư Trung Quốc làm việc tại dự án thủy điện Da Su. Ngoài số kỹ sư Trung Quốc thiệt mạng còn có một tài xế người Pakistan. Một chiếc xe trong đoàn đã bốc cháy và rơi xuống khe núi. Sau khi xảy ra sự việc, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã đến Đại sứ quán Trung Quốc gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cam kết điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng đưa thủ phạm ra xét xử. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 29 tháng 3 cho biết, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto, đồng thời là Chủ tịch Đảng Phong trào Indonesia Vĩ đại, Gerindra sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 tới. Theo kết quả của Ủy ban Tổng tuyển cử KPU Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo và người đồng hành tranh cử Gibran Rakabuming Raka, con trai cả của Tổng thống Joko Widodo, giành chiến thắng trong cuộc đua Tổng thống hôm 14 tháng 2 vừa qua. Dự kiến Tổng thống mới sẽ nhậm chức vào tháng 10 tới. Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống đắc cử Prabowo. Trong thông điệp của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn gặp ông Prabowo vào một ngày sớm nhất. Đề cập mối quan hệ với Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử, ông Prabowo nhiều lần nhấn mạnh mối quan hệ với Trung Quốc. Theo ông Prabowo, Trung Quốc có tầm quan trọng ở Đông Nam Á, đóng góp lớn và tích cực vào nền kinh tế của Indonesia. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington, hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Joe Biden đang có ngân sách nhiều gấp 3 lần ngân sách tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump. Lợi thế tài chính đó cho phép ông Biden đi khắp cả nước để vận động cử tri và quyên góp được nhiều tiền hơn. Kể từ sau khi đọc thông điệp liên bang hôm 7 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Biden đã xuất hiện hàng tuần ở các bang chiến trường để vận động tranh cử. Ngày 28 tháng 3, Tổng thống Biden tổ chức quyên tiền cùng với hai cựu Tổng thống Barack Obama và Bill Clinton từ hơn 5.000 người ủng hộ tại thành phố New York, dự kiến thu về khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump đang gặp khó khăn về tài chính khi chỉ tổ chức một sự kiện tranh cử duy nhất kể từ khi giành được đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào ngày 12 tháng 3. Các nhà tài trợ lớn vẫn có thể bơm thêm tiền vào chiến dịch của ông Trump, bao gồm cả buổi gây quỹ ngày 6 tháng 4 dự kiến ở Palm Beach. Tuy nhiên, sự tương phản giữa lịch trình của Tổng thống Biden và ông Trump cho thấy điểm yếu của Đảng Cộng Hòa khi bước vào cuộc tổng tuyển cử được cho là sẽ kéo dài và tốn kém. Ngày 28 tháng 3 theo giờ địa phương, hai cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama giai đoạn 2009-2016 và Bill Clinton giai đoạn 1993-2001 bất ngờ cùng xuất hiện tại một sự kiện gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Joe Biden tại thành phố New York. Tại đây, cả hai đã phân tích vì sao người Mỹ đánh giá thấp tình hình kinh tế nước này, bất chấp việc thống kê cho thấy kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt. Trước tiên, hai cựu tổng thống nhấn mạnh các thành quả kinh tế chính quyền ông Biden đạt được trong thời gian qua, bao gồm việc tỷ lệ việc làm tăng mạnh, chi tiêu người dân ở mức ổn định và tỷ lệ tăng trưởng GDP cao hơn mức dự báo. Tuy nhiên, ông Obama cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề mang tính cấu trúc khiến người dân bức xúc, bao gồm việc các công đoàn không được xem trọng. Cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh đây là điều ông Biden đang quyết liệt giải quyết. Theo ông Obama, điều mà ông Biden và những người ủng hộ ông cần chỉ ra là ai mới đang thật sự chăm lo cho người dân. Ông nhấn mạnh, ông không nghĩ đó là cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên cạnh tranh trực tiếp với ông Biden. Trong khi đó, ông Clinton cho rằng tình hình hiện tại giống với cuộc bầu cử Tổng thống hồi năm 2016, khi vợ ông là bà Hillary Clinton để thua ông Trump. Tổng thống Mỹ cuối cùng của thế kỷ 20, ông Bill Clinton khẳng định, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 vốn nổ ra trong thời gian cầm quyền của đại diện Đảng Cộng Hòa George Bush đã giới hạn nghiêm trọng những gì ông Obama có thể thực hiện. Khi đó, ông Biden, với tư cách phó tổng thống của ông Obama, đã làm rất tốt trong việc triển khai đạo luật phục hồi kinh tế năm 2009. Cùng nhau, ông Obama và ông Biden đã khắc phục khoản thiệt hại 3.000 tỷ đô la Mỹ mà cuộc khủng hoảng gây ra. Ông Clinton cho rằng, lúc ấy, người dân Mỹ đã chưa thể cảm nhận được sự tiến bộ của nền kinh tế. Hiệu quả từ những chính sách của ông Obama chỉ được thấy rõ sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông Clinton lập luận,
Hay nói thật đi, ông Trump đã có 2 năm đầu khá ổn vì ông ta ăn cắp thành quả của ông Obama. Ám chỉ việc kinh tế Mỹ những năm đầu nhiệm kỳ của ông Trump phát triển là nhờ các chính sách ông Obama để lại. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 gần như chắc chắn sẽ là màn tái đấu giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Trước những rắc rối bủa vây cựu Tổng thống, liệu ông Trump có cơ hội để trở lại Nhà Trắng hay ông Biden sẽ tận dụng những lợi thế sẵn có để đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai? Kết quả cuộc tái đấu sắp tới giữa ông Biden và người tiền nhiệm Trump có thể rất khó dự đoán. Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu trong vòng sơ bộ để có thể trở thành đại diện đảng của họ ra tranh cử và hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 gần như chắc chắn là màn tái đấu giữa ông Biden và ông Trump. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng 4 năm trước, ông Trump và ông Biden đã đối đầu với tư cách ứng viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Ông Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2020. 4 năm sau, kết quả cuộc tái đấu sắp tới giữa ông Biden và người tiền nhiệm Trump có thể rất khó dự đoán. Ông Joe Biden và ông Donald Trump chuẩn bị đối mặt trong trận tái đấu đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng thống kể từ năm 1956. Đây cũng là trận tái đấu đầu tiên giữa một Tổng thống đương nhiệm và một cựu Tổng thống kể từ năm 1892. Không giống như năm 2020, khi ông Biden giành được nhiều ưu thế hơn trước ông Trump trong toàn bộ chiến dịch tranh cử. Cuộc đua vào Nhà Trắng lần này, Tổng thống Biden phải đối mặt với con đường khó khăn hơn. Nhiều nhà quan sát đánh giá rằng ông Trump vẫn có cơ hội để quay trở lại Nhà Trắng. Các cuộc thăm dò và khảo sát đến từ The New York Times, Siena College, CBS News, YouGov, Fox News và The Wall Street Journal đều cho thấy ông Trump có tỷ lệ ủng hộ cao hơn ông Biden từ 2 đến 4 điểm phần trăm. Những cuộc thăm dò này đều có sai số, nhưng nhìn chung, chúng đang vẽ nên một bức tranh khá ảm đạm cho Tổng thống đương nhiệm. Tại các bang chiến địa vành đai mặt trời, Tổng thống Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ thấp hơn so với 4 năm trước. Trong các cuộc thăm dò gần đây ở Arizona, Georgia và Nevada, tỷ lệ ủng hộ ông Biden thấp hơn tỷ lệ ủng hộ ông Trump khoảng 5 điểm phần trăm. Mặc dù vậy thì chưa có ứng viên Tổng thống nào của Đảng Dân Chủ để mất bang Nevada kể từ năm 2004. Nếu Tổng thống Biden không giành được những bang quan trọng này, ông vẫn có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử nếu giành được các bang mà ông đã thắng vào năm 2020. Dù ông giành được 270 phiếu đại cử tri so với 268 phiếu của ông Trump. Hiện tại thì vấn đề đối với Tổng thống Biden là ông bị tụt lại phía sau ở bang Michigan. Trung bình các cuộc thăm dò trong 6 tháng qua của CNN cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ông Biden ở Michigan giảm 4%. Nhìn chung thì các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden, nhưng với tỷ lệ sít sao. Tuy nhiên cuộc bầu cử sẽ không được tổ chức ngay bây giờ hay vào ngày mai mà trong khoảng 8 tháng nữa. Người Mỹ cho biết những vấn đề hàng đầu mà đất nước phải đối mặt đều liên quan đến kinh tế hoặc vấn đề nhập cư. Ông Trump được cử tri tin tưởng hơn ông Biden trong hai vấn đề trên. Cuộc thăm dò mới nhất của New York Times cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump đạt 44%, cao hơn so với 38% của ông Biden. Qua nhiều cuộc khảo sát gần đây, tỷ lệ ủng hộ ông Trump dường như đã ổn định hơn, cao hơn so với năm 2020. Đối với dư luận Mỹ thì quan điểm của ông Trump đã được cải thiện, với tỷ lệ ủng hộ tăng trong nhóm cử tri người Mỹ da màu, gốc Latin, cử tri trẻ tuổi và người thuộc tầng lớp lao động. Tuy nhiên, còn 8 tháng nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 mới diễn ra. Ông Biden chắc chắn có thể rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ ủng hộ trước ông Trump. Dù ông Trump đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, nhưng những rắc rối mà ông vướng phải cũng có thể ảnh hưởng tới tỷ lệ ủng hộ trong thời gian tới. Theo cuộc thăm dò của New York Times, đa số cử tri có khả năng tham gia bỏ phiếu, 53% cho biết. Họ nghĩ ông Trump đang đối mặt với những bản cáo trạng nghiêm trọng. 18% số người được hỏi cho rằng những tội danh ông Trump bị truy tố là nghiêm trọng, nhưng họ vẫn ủng hộ cựu Tổng thống. Cuộc khảo sát như vậy có thể khiến những người ủng hộ ông Biden lo ngại rằng nếu một số cử tri cho rằng ông Trump bị cáo buộc phạm tội liên bang nghiêm trọng nhưng vẫn sẵn sàng bỏ phiếu cho ông ấy,
thì điều gì có thể khiến họ thay đổi quyết định? Cuộc thăm dò của Times cho thấy 72% số cử tri có khả năng tham gia bỏ phiếu cho biết ông Biden quá lớn tuổi để có thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí tổng thống, so với 53% người có khả năng đi bỏ phiếu cho rằng ông Trump đã phạm tội nghiêm trọng. Khoảng cách này có thể thấy là một trong những lý do lớn nhất khiến ông Biden gặp khó khăn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ. Theo kết quả thăm dò của ABC News và iSpot thực hiện vào tháng 2, 86% người được hỏi cho rằng độ tuổi của ông Biden không còn phù hợp với một nhiệm kỳ tổng thống nữa. 59% người được hỏi thì nói cả ông Biden, 81 tuổi, và ông Trump, 77 tuổi, đều đã quá già để giữ vai trò nhà lãnh đạo Mỹ. Ông Trump đang tụt lại khá xa so với ông Biden trong việc gây quỹ tranh cử. Điều này có thể khiến cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp bất lợi đáng kể khi cuộc tổng tuyển cử bắt đầu vào tháng 11. Hoạt động gây quỹ của ông Trump thuận lợi hơn vào tháng 2 so với tháng 1, nhưng số tiền thu được hàng tháng cũng như số tiền mặt trong tay ông Trump vào tháng 3 tụt lại so với hoạt động gây quỹ của ông Biden. Theo hồ sơ bầu cử, chiến dịch tranh cử năm 2024 của ông Trump đã thu về 10,9 triệu đô la Mỹ vào tháng 2 và ủy ban gây quỹ chung của ông đã huy động được gần 11 triệu đô la Mỹ. Nhìn chung thì hoạt động gây quỹ của ông Trump có khoảng 42 triệu đô la Mỹ tính đến tháng 3. Tuy nhiên, con số này thua xa so với hoạt động tranh cử của ông Biden, vốn đã huy động được khoảng 53 triệu đô la Mỹ trong tháng 2, nâng tổng số tiền trong quỹ tranh cử lên 155 triệu đô la Mỹ vào tháng 3. Thật đáng lo ngại, tất cả những gì tôi có thể nói là họ cần phải làm tốt hơn. Tôi nghĩ ông Trump có thể giành chiến thắng bất kể tình hình thế nào, nhưng họ cần phải duy trì thế cạnh tranh trong hoạt động gây quỹ. Nhưng điều đó không xuất hiện ngay lúc này, một chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa cho hay. Josh Heye, chiến lược gia lâu năm của Đảng Cộng Hòa thì cho rằng, số tiền trong hoạt động gây quỹ của ông Trump cho thấy sự lo ngại của các nhà tài trợ từ Đảng Cộng Hòa. Một phần có thể do các vấn đề pháp lý của cựu Tổng thống. Ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa, nơi điều phối nỗ lực gây quỹ của Đảng phục vụ chiến dịch tranh cử, đã thay đổi lãnh đạo. Ông Mitchell Whitley, đồng minh của ông Trump, được bầu làm Chủ tịch Ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa, và Lara Trump, con dâu của ông Trump, làm đồng chủ tịch. Theo Reuters, động thái này nhằm củng cố quyền kiểm soát của ông Trump đối với Ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tiền không quyết định tất cả, nhưng việc thiếu tiền mặt và sa thải nhân viên khiến nhiều cử tri lo sợ rằng các quỹ tranh cử của Ủy ban quốc gia Đảng Cộng Hòa sẽ được sử dụng để trả chi phí cho các luật sư của ông Trump, ông Hayer nói. Chiến dịch tranh cử của ông Biden công kích ông Trump bằng cách sử dụng câu "bạn đã bị sa thải" của chính cựu tổng thống dùng trong chương trình The O'Brien Stitch trước đây để nhấn mạnh rằng ông Trump đang thua trong hoạt động gây quỹ. Nếu ông Trump đưa ra những con số như vậy trên The O'Brien Stitch, ông ấy sẽ tự sa thải chính mình. Ông ấy không huy động được tiền là do chương trình nghị sự về cắt giảm an sinh xã hội và một số vấn đề khác. Những điều này đã khiến cho các nhà tài trợ không tiếp tục ủng hộ và đánh mất sự ủng hộ từ các nhóm cử tri quyết định cuộc bầu cử. Michael Taylor, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Biden cho biết, ngay cả khi ông Trump có tiền, đó cũng không phải là thông điệp mà cử tri sẽ tin tưởng. Ông Taylor nói thêm. Amar Mosra, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Biden, lưu ý rằng cựu tổng thống đã chi khoảng 1/3 số tiền quyên góp được cho chi phí pháp lý, một vấn đề khó có thể giải quyết khi ông Trump phải đối mặt với 4 phiên tòa hình sự và hàng chục cáo buộc. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2024, ông Trump đã phải đối mặt lên tới 88 cáo buộc hình sự, trong đó có 14 cáo buộc lật đổ, 40 cáo buộc lưu giữ thông tin bí mật, 34 cáo buộc về các khoản tiền hối lộ trái phép và nhiều vụ án dân sự khác nhau. Do đó, chi phí pháp lý của ông Trump ước tính rất lớn. Trong khi đó, thì chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden bày tỏ sự lạc quan rằng số tiền gây quỹ sẽ tiếp tục tăng lên, chỉ ra rằng họ đã thu về 10 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ sau bài phát biểu thông điệp liên bang của ông Biden. Tổng thống Biden đã tổ chức 3 buổi gây quỹ ở Texas và dự kiến sẽ tham dự 2 buổi gây quỹ nữa, trong đó có sự kiện ở thành phố New York cùng với các cựu Tổng thống Obama và Clinton.
Hiện tại thì khó có khả năng hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ủy ban quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết, huy động được 11,3 triệu đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng cho đến tháng 3. Trong khi đó, theo Ủy ban quốc gia Đảng Dân chủ hiện có khoảng 26,6 triệu đô la Mỹ tiền mặt trong tay. Bên cạnh việc chiến dịch gây quỹ có dấu hiệu hụt hơi, ông Trump đang đối mặt với nhiều rắc rối như 4 vụ truy tố hình sự hay nguy cơ bị chính quyền New York tịch thu tài sản nếu ông không thể nộp phạt 464 triệu đô la Mỹ trong vụ kiện dân sự do Tổng trưởng lý New York Letitia James khởi xướng. Cựu Tổng thống Trump sẽ tổ chức một buổi gây quỹ lớn ở Florida vào đầu tháng 4. Các đồng minh của ông hy vọng buổi gây quỹ này sẽ thúc đẩy quỹ tranh cử và kêu gọi được nhiều nhà tài trợ lớn ủng hộ cho chiến dịch của ông Trump. Một số thành viên của Đảng Cộng Hòa thì cho rằng, dù ông Biden dẫn trước trong cuộc vận động gây quỹ, nhưng số tiền này không mang lại nhiều lợi ích cho ông trong cuộc tái đấu với ông Trump. Mọi người nghĩ rằng ông Biden đã lớn tuổi, họ không ủng hộ những chính sách về kinh tế, nhập cư hay chính sách Trung Đông của ông Biden. Tiền bạc sẽ không thể thay đổi điều đó. Sir Michael Singleton, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa cho hay, Hillary Clinton, ứng cử viên Đảng Dân Chủ trong cuộc đua 2016, đã chi nhiều tiền hơn ông Trump trong chiến dịch tranh cử, nhưng cuối cùng vẫn không giành chiến thắng. Nhớ lại bầu cử năm 2016 giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, chiến lược gia Haye, người từng là trợ lý truyền thông, cho biết ông Trump có thể giành chiến thắng một lần nữa. Ông Haye chỉ ra rằng tỷ lệ ủng hộ của ông Trump ở một số bang quan trọng cao hơn ông Biden. Ông Trump đã giành chiến thắng vào năm 2016 mà không cần một đội ngũ hay bộ máy gây quỹ thực sự lớn mạnh. Nếu kết quả các cuộc thăm dò là chính xác, ông ấy có thể giành chiến thắng một lần nữa. Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của ông Trump cần trấn an các nhà tài trợ nhiều hơn, ông Haye nói. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Toàn cảnh quốc tế phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.